và tìm hiểu nhau là Phi Long và Quỳnh Như là tâm đầu ý hợp, thì được sự thống nhất của gia đình hai họ rồi được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, hôm nay ngày là mùng 8 tháng 2 nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Kỷ Mão là ngày lành tháng tốt, thì họ nhà trai lại xin phép đến là trình cái lễ là cưới để thành hôn cho là cũng là ngày thành hôn của hai đứa mình, thì anh cũng mong chờ ngày này cũng lâu lắm rồi. Đây cũng là thành quả cũng 3 năm yêu xa của tụi mình, cũng qua nhiều sóng gió. Thì anh hy vọng mà mình càng ngày mình càng vun đắp được nhiều tình cảm và đi càng xa hơn nữa, hơn số 3 năm đó. Cảm ơn vì em đã nỗ lực đi cùng với anh, và anh cũng xin lỗi vì những lần anh làm em buồn, em khóc. Cảm ơn em. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mẹ đã chọn ngày để cho hai con nên duyên chồng vợ. Thì mẹ mong rằng là hai đứa con với đã qua thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau và luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Anh không có thể hiện ra nhưng mà thật ra anh rất là sống rất là tình cảm, rất là biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Hôm nay là ngày cưới của hai anh chị, thì em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, với lại mong có cháu cho em bồng ạ. Mẹ có quà để tặng hai đứa con, chúc hai đứa con trăm năm hạnh phúc, chúc mẹ vui, là mẹ vui.
Anh Long nha, đừng có hiếp chị Dư á. Anh và anh hiếp á là em bắt chị Dư về á, không cho ở với anh luôn á. Nhân dịp đám cưới của hai đứa thì bốn chị cũng xin chúc cho hai đứa là trăm năm hạnh phúc nha. Chúng ta cùng nhau chào đón tại sân khấu cô gái hạnh phúc nhất.